Có vẻ ngày hôm đó nói chung mà máu chảy một điều hay sao á, thì cái kiểu mà không có vui, hơi phản kháng, hơi mạnh chút, thì tự nhiên mình tự ái. Mình mới nói ừ thôi kệ, anh muốn mặc gì anh mặc. Thì cũng là những cái bộ đồ như thường ngày anh mặc là cái áo sơ mi, t-shirt, cái dạng cổ bẻ đó. Rồi sau một quần jean. Cái mình mới nói kệ đi, đàn ông mà. Cái mình mới lấy đôi giày mòi ra cho ổng mang. Đi với quần jean. Ổng chịu rồi mang đôi dép luôn. Ok, mang đôi dép da thoải mái nha. Rồi là trong lòng là khá là hờn rồi. Xong cái ổng đi đường, cái ổng hỏi mình chứ, ủa bộ anh mặc vậy không có xứng với em hay gì? À, một dạng tự ti. Một dạng tự ti mà cố chấp. Thì mình mới nói là thì tùy thôi, em thì bây giờ ai cũng biết em là vợ anh, đúng không? Mà bây giờ đi đám cưới thì có cả vợ, có chồng đều vui. Đúng rồi. Nhưng mà cái bộ đồ em chọn cho anh không thích, đúng không? Anh chọn bộ này thì một lát anh phải đi vô thì cưới với em với bộ này luôn. Cái ổng đi đường, ổng chạy dài đường nhọc kè. Tới nhà hàng rồi, tao mới nói thôi để anh ngồi ở phía trước anh uống cà phê anh chờ em. Cái tiệm mới hỏi tại sao. Em dư thời gian để em đi thì cưới, em dư thời gian để em tới chỗ làm, em yêu cầu anh đi với em. Thôi anh mặc gì kỳ quá, anh ăn mặc gì kỳ quá, đi với em không có xứng. Nhưng mà em thấy bình thường. Không, mà anh thấy không bình thường. Vậy là lỗi em hả anh? Thì thôi tại nãy anh cũng hơi cố chấp. Mình phải để cho ông tự nghiệm ra hay cái mà ông sai. Chứ còn mình không ép. Mình càng nói thì cái tự ái của đàn ông họ càng dâng cao. Mình để cho ông tự thấy ở cái môi trường đó phải mặc bộ đồ đó thì nó mới phù hợp. Đôi khi nó cũng khó chịu chút xíu nhưng mà mình nhịn được. Thì tại sao không nhịn chút xíu đi. Đúng rồi. Và kể từ đó những cái chương trình mà Tuyền đi quay sau nha, ngày xưa là ổng mà thôi quần téo sơ mi được rồi, nhưng mà sau đợt đó là đồ vét. Wow. Đồ vét, kêu mặc cái gì mặc đó, mặc đồ vét. Chỉ có một cái là em đừng có lựa cho anh mấy cái áo màu nổi nha. Ví dụ như là áo thun màu hồng hay là màu laminar là anh rất sợ đó. Thì nghĩ là mình nên tôn trọng chút xíu về vấn đề của ảnh và mình để cho anh thấy được cái khiếm khuyết về cái suy nghĩ của ảnh, rồi ảnh sẽ tự ảnh điều tiết lại. Hay quá. Đúng rồi, em nghĩ là cái cách của chị Tuyền cũng rất là hay, hay mà. Là mình sẽ không nói nhiều mà để chồng mình sẽ là cái người tự nói ra những cái nỗi lòng của thì của chồng. Á, gặp em là em lầu bầu tới khi mà tới chỗ đó hay luôn á. Em còn chỉ mà ủa nè, có thấy người ta bận đồ sang không, có bình bận đồ cái gì trời. Cái càng nói người ta không nhìn ra được cái sai của người ta tự ái. Tự ái á, đàn ông tự ái họ cao. Mà kiểu đàn ông cũng không có thích phụ nữ càm ràm. Họ bị so sánh vậy nè. Chắc nhìn ai ngoài đẹp mà bắt đầu chê tôi. Ở đó, đây, cái đó. Câu mà ổng dở tôi đi trên đường mà ổng nói bộ em anh mặc vậy bộ không xứng với em hay gì là thấy quế rồi đó. Nhưng mà thôi nhịn. Mà được có con cái là bà vợ tôi cũng cứng đầu. Tôi ngồi trong tôi chơi cho đã, cho sát giờ tôi đi làm cho ngồi chờ dài cổ luôn. Đã tự rút kinh nghiệm. Ủa có ghen hả? Ghen có vô được không? Không được đúng không? Đợt sau tự rút kinh nghiệm ok. Trời ơi vậy luôn. Rõ ràng. Wow. Tùy lúc, có lúc cứng lúc mềm mọi người ơi. Chứ lúc nào cũng mềm hết là mình bị lấn lướt. Mà cứng quá thì đâm ra mình đàn ông rồi. Không được. Cách giải quyết rất là hay luôn á. Thực sự là thôi mình chốt lại là mình nên để cái đó là cho quyền của mỗi, đúng rồi, tự chủ của mỗi cá nhân đi. Rồi nhưng mà ra đường thì ví dụ như là phải phù hợp với lại vợ chồng phải cùng nhau cái nơi mình đến. Đúng rồi, thì sẽ hay hơn. Chúng tôi là bốn mom, tuy tính cách khác nhau nhưng đều chung một điểm, đó chính là rất thích tám về những thứ trên trời dưới đất. Và mỗi tập sẽ là mỗi chủ đề khác nhau. Vậy thì chủ đề ngày hôm nay ai sẽ là người đưa ra vậy ạ? Cho người lớn con nhất ở đây xin chia sẻ chút xíu. Mọi người đã biết cái nghề của Tuyền chủ yếu là mình xuất hiện truyền hình, xuất hiện trước đám đông. Thì đương nhiên mình phải giữ một cái bề ngoài thật là tươm tất, đôi khi nó phải đẹp đẹp một tí. Nhưng mà chồng của mình á, ảnh làm một cái nghề khác ở bên ngoài, ảnh làm thợ điện. Thì đương nhiên là tùy theo một cái ngành nghề thì sẽ có những cái trang phục cũng như là vẻ ngoài khác nhau cho phù hợp với cái ngành nghề của mình. Nhưng mà làm sao để cho hai vợ chồng cùng xuất hiện với nhau không có sự chênh lệch. Lúc nào Tuyền cũng bị một cái điều tiếng là trời ơi, sao mà để chồng mình lắm lem như vậy đó, mà tại vì cái nghề của ảnh như vậy phải lắm lem rồi. Bây giờ thí dụ như mà để mà ảnh ăn mặc cho nó gần với mình hơn thì nó lại quá hào nhoáng so với cái nghề của ảnh. Và cái mức độ mà mình chỉnh chu, mình sửa soạn, mình điệu cho ảnh như thế nào gọi là đủ. Ý là quan điểm của chị là về chồng mình có được nên tỏa sáng hay không á hả? Có được cái cần điệu hay là cái cần chải chuốt cho bản thân của ảnh? Nói chung là mình chải chuốt, mình đánh bóng ảnh như thế nào mà gọi là ở mức độ vừa phải mà thích nghi được. Em thì nói chung là mọi người cũng biết là anh Thái là bên ca sĩ rồi. Thì cái sự mà lúc nào cũng mướt mát ra ngoài cũng là hào nhoáng hết. Nên là về cái việc mà ảnh lôi toilet hết là không có.
Đó, anh ra đường hay là tất cả mọi thứ là anh đều phải là rất là tươm tất. Chính nhưng mà đôi khi là có những lúc mà đi vội vã, anh đi đâu đó, ví dụ đi ra ngoài một chút xíu gì đó, thì nhiều lúc cũng hơi lôi thôi, nhưng mà chỉ một ít thôi. Là ở một cái dạng là chấp nhận được. Chấp nhận được, đó. Chứ không có nổi là lôi thôi lít thép. Dạ. Còn Thanh sao? Dạ, chồng em thì... Em được nói mặt. Chị cũng lôi nhôi giống em nha. Ăn mặc thì kiểu chồng em cũng điệu, thích mua áo quần này nọ, thích mua nhiều lắm, thích đeo túi này kia, giống mấy người mà cho vay tiền góp, xách túi thì thôi tiền góp. Lúc sao nào cũng vẻ sao lúc nào là cũng phải là thêm một chút gì đó cho anh nhà. Nhưng mà ấy là chồng em thích những cái gì tay mà mấy người mà chững chạc trong giới giang hồ, ầm hố mà ầm hố trong giới chị. Dạ, nhìn vô là phải thấy ngầu mới được nha. Nhưng mà em cũng không ý kiến gì nhiều, tại chồng em với em nhiều khi cũng bận chung bộ đồ. Hả? Hai đứa bận đồ mà kiểu unisex á chị, kiểu đồ mà, kiểu mà gái kiểu trai đều bận đồ, vì hai chồng em nhiều khi cũng mặc chung với nhau bình thường, bận lộn quần của em đó. Không, nhưng mà may mắn là hai người cùng một cái size đồ. Chứ như tiền thì giống như ảnh, nếu như ảnh đang chùm bao bố, còn tiền là không nít vô dừa đó, thì nó hơi căng thôi mọi người, cũng gọi là đặc biệt đó. Còn không biết là Tú sao nè. Thực ra thì ổng thì nhiều khi giờ công việc ổng, nhiều khi ổng cũng ở nhà làm nhà này kia á, thì ổng giống như cũng sẹt ra sẹt vô trước quán cà phê như nhà em thôi, thì cứ quần tà lọn á khung vậy đó. Mà đôi lúc thì kiểu đi với em thì cũng mặc đồ đàng hoàng, nói chung cũng không đến nỗi nào. Ảnh không có phải kiểu như là mua đồ như là chồng của Thanh, như là ảnh em thì dạo này em hay mua hơn từ lúc cưới, và hầu như là em mua không à. Như anh nói, anh hết quần sọt mặc thì em sẽ lựa. Tại vì một phần đó là kiểu như là cái gu cũng giống nhau á. Còn áo thun thì hầu như hai chồng mặc chung nhau là dễ mặc. Cũng như cũng có những cái đồ unisex hai chồng mặc. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà không có mình mà chồng mình diện thì mọi người thấy sao? Lúc nào Tuyền cũng mong muốn cho ông xã là được tươm tất, chỉnh chu và thơm tho khi bước ra đường. Tại vì người ta nói là xấu chàng hổ thiếp mà. Cho dù mình ở xa hay ở gần hay là mình như thế nào, mình làm cái ngành nghề đi chăng nữa, thì cái người chồng á luôn luôn phải được cái sự chăm sóc cũng như là chỉnh chu từ người vợ, từ trang phục cũng như là từ đôi giày, đôi dép và cả cái tóc của mình luôn. Nhưng mà nếu như Vi nói á, mà bỗng dưng một ngày nào đó ông đi sửa điện á, sửa điện hả, không mà kinh hay mình... đi ra ngoài đi, đúng, đi ra ngoài đi, một cái ngày nọ mà không có mình mà vô tình mình gọi điện video call mà mình thấy là ô trời, sao hôm nay đầu tóc láng mướt nè, giày nè, bình thường anh mang dép không, anh không thích mang giày, và áo quần thì đứng bẻ bẻ cổ. Thứ nhất là mình phải nghĩ thoáng một chút, đánh dấu hỏi nhưng mà phải thoáng nha. Mình đầu tiên phải khen chứ, khi mà chồng mình thay đổi một cái diện mạo chỉnh chu hơn là trời hôm nay chồng đẹp trai quá. Rồi từ đó tới giờ em chưa thấy cái phong cách này ở chồng, ngoại trừ em chuẩn bị cho anh. Ủa hôm nay anh đi với ai vậy, dịp gì vậy, mình coi người ta nói với mình như thế nào. Còn ví dụ như anh á đi tiệc thì mình nghĩ là cái chuyện nó cũng bình thường thôi, nhưng mà mình phải quan sát cái gu của ổng bình thường, ổng chải đầu làm sao. Hôm nay mà đứng trước gương xăm soi là có nghĩa là ổng biết chắc chắn là sẽ có người ngắm ổng, đúng không? Đó, nên ổng phải chăm chút như vậy. Hoặc là tự nhiên hôm nay cầm chai dầu thơm lên xịt là mình phải đánh dấu hỏi lên, ủa vì cái gì, một có ai hửi hả, phải cũng cái ghen nhiều đúng hết rồi, chứ đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là nó thay đổi quá nhiều đi, chính xác. Nên tôi nghĩ là đầu tiên mình phải điều tra nhẹ ảnh đó, rồi mình đặt cái dấu hỏi, nhưng mà mình phải sàng lọc cái tánh mình đã hay ghen rồi. Thứ hai mình ở xa nữa thì nên hạn chế bớt cái phần gọi là nghĩ về cái hướng tiêu cực. Thanh ơi, em sao hôm nay chị thấy em hơi lắng một chút xíu. Em thấy chồng em ngày nào cũng sức nước hoa quá trời, đứng trước gương chải tóc mà xịt keo rồi máy sấy rồi. Theo em nghĩ là bây giờ mình có nên đầu tư ra đường á, đi ra đường mà không có em thì cũng y vậy luôn á, cũng hở châu chuốt hoa nước hoa đồ các kiểu. Bắt đầu em cũng thấy nghi, xong rồi về sau em thấy không, kệ, trên người chồng em xăm đầy tên em, mà mặc nhổ nào mà giống như là lòi ra xíu cũng thấy chữ thanh trần vậy nè. Ngồi mà lột tòi mà quần đùi hơi xích lên tên Thanh đó trên người á, đúng không? Khoảng 7-8 hình xăm gì đó mà con nghĩ chắc cũng không ai để ý tới, nên thôi em cũng kệ luôn, mà muốn làm gì làm, muốn điệu được. Nói chung là cũng có cái hay đó, tại vì Thanh nó cũng không cần quan tâm nữa, tại vì đã xăm hết trên người rồi. Nếu mà có ai mà lỡ mà không biết tên vợ của Khánh á đó, thì lần đó đây nè, thấy không, tên gì đó lòi hết luôn, là quần em rồi. Em bị chủ quan á, chừng nào mà người ta xăm có cái dòng chữ là Thanh Trần là vợ của tôi thì em mới nên chủ quan như vậy. Tại vì chị có quen một cái anh bạn nè, anh rất là có hiếu với mẹ ảnh tên là cô Sen, là ở đây nè, Sen, ở dưới đây là Sen, mà nói chung là ảnh xăm rất là nhiều cái dạng chữ khác nhau, nhưng mà cũng là một cái chữ Sen đó thôi. Và khi em có chắc là mỗi khi mà anh gặp những cô gái khác mà hỏi ôi Thanh Trần là ai vậy anh, mẹ anh đó em, mẹ anh đó em đó,
Ồ, cái nhỏ kia kêu ồ bác gái nhà tên đẹp quá anh ơi. Em đừng có chủ quan. Đúng rồi, đừng chủ quan. Em thành bác gái luôn à? Không, em cũng em phải về em bổ sung thêm là vợ của tôi. À, Khánh yêu Thanh rồi xong Trần Ngọc Thanh Thanh rồi xong Hình Chân Dung hai vợ chồng. Nhưng mà là em có chắc là ảnh có xăm thêm cái dòng chữ là yêu yêu hay gì không? Có ngay tim rồi xong ngay tay bắt tay vợ của tôi không? Rồi đây rồi sau Trần Ngọc Thanh Thanh nhiều lắm chị, nói chung là em thấy mở người đó không có chỗ nào không có thăm mà liên quan tới em. Thăm tên con, tên hai đứa con xíu đây, thăm tên mẹ xíu đây, còn tên vợ trời bá quá trời bích người. Em mới cũng có chủ quan thiệt, tại vì em cũng biết nghi là làm gì nữa, chừng nào nó lò thì nó lò chứ em cũng không biết điều tra làm sao. Không nói thì nói chơi vui vậy thôi chứ chị không muốn đưa em vô cái được con đường tiêu cực. Phụ nữ ơi, đừng nên chủ quan quá, cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cũng đừng suy nghĩ quá tiêu cực để làm cái gánh nặng cho mình để mình héo hon. Ra em thì thật ra cái về cái độ mà tin tưởng chồng á thì là gọi là 1000% luôn á. Ồ, em gọi là tại vì ổng là dạng vậy nè, giống như nhiều khi em đi diễn hay là em đi không, em không có ở đây em ra ổng đi ra đường cà phê, tại vì ổng không bao giờ diễn khi không có em. Là giờ hôm nay em mặc cái gì vậy? Ừ, nay mang giày. Ừ vậy thôi, anh mang giày dạng vậy. Ông xã em là kiểu là quần sọt áo thun mang bata xong, hoặc là đi đâu mà kiểu lịch sự thì ở quần tây áo sơ mi vậy đó, hoặc là ông thấy kiểu như ông thấy em diện thì ông sẽ mặc đồ sao cho cho phù hợp thôi. Dạ, phù hợp, còn không là cứ quần sọt áo thun mà mang dép lào tàn vậy đó. Vậy đó hả? Dạ, cho nên là kiểu như là em thì trước giờ cũng là 3 năm trời ở với nhau là chưa bao giờ có cái gọi là nghi ngờ, chưa bao giờ. Có bao giờ mọi người có thấy là sau khi cưới mình rồi ảnh có cái phần cải thiện về vẻ bề ngoài, ăn mặc chỉnh chu hơn, một cái gu thời trang khác đó, mọi người có thấy gì không? Có bao giờ mọi người có nhìn lại cái hình cũ của chồng mình rồi so sánh lại với hình tượng mới? Có bao giờ mọi người có để ý cái chuyện đó? Có. Hồi trước á thì anh Thái mà lấy Vi á, Vi thấy giống như hồi trước ông già lắm. Đúng rồi, em cũng thấy vậy. Trời, ông già mà phải nói là ở vậy quê quá à. Lúa quá à, em xin lỗi nha. Nhưng mà hồi xưa em thấy lúa quá à. Mình hay là do là lúc mà quen với lại Vi rồi à, lấy vợ rồi trẻ hay sao mà mình design rồi mình thêm một chút ít gì đó cải thiện cải thiện một chút thì bây giờ là thấy ảnh rất là trẻ, ảnh trẻ ra rất là nhiều luôn so với là ngoại hình hồi trước. Mọi thứ ảnh bận đồ là Vi đều có góp ý kiến một chút vô trong đó để mà cải thiện hơn. Còn Thanh, theo em làm chồng em mà em có nên đầu tư cho nó đồ hiệu không? Thì em có mua đồ hiệu cho chồng mà. Có mua đồ hiệu luôn hả? Ý dụ em thấy em có nhiều tiền là em sẽ mua đồ hiệu cho chồng, cho con em. Mua cho mẹ chồng, cho mọi người, tất cả ai xung quanh em có đồ hiệu hết á. Rồi em? Em ít lắm, em xíu thôi. Em xíu thôi. Còn là món đồ hiệu mà mắc nhất từ đó giờ mua chồng em là đôi dép LV 7 triệu mấy, 8 triệu gì đó. Xong chồng em mang như phá luôn, mang mà ngấm nước mà da nó bong đấy. Nó hư luôn, xong em mới thấy chồng em không có duyên đồ hiệu nên em chỉ có mua túi mua bóp là đồ hiệu, hay là lo chồng em thích cái gì quá em để em thấy thì em mua cho thôi. Mà sao nãy giờ em vẫn cứ sợ chồng em ngoại tình cái gì vậy? Dạ, sao mà sợ được, nó bứng loạn nữa rồi chết rồi vậy? Em ơi, thứ nhất nè, em phải thấy một cái điều rõ ràng là em có cái lợi thế của mọi người là đi đâu ông xã em cũng đúng đi cùng nè đó. Ba người này đi quay có ai đi đúng cùng rồi, đâu không có ai đó. Hết và nhiều cái trường hợp ví dụ như chị là chị ở xa chồng chị ở Đồng Tháp, chị ở Sài Gòn, còn bạn này lại là nhiều khi đi tỉnh đi diễn là chồng vẫn ở nhà bình thường. Nếu mà em lâm trường hợp với chị thì sao chịu nổi nè, đúng không? Anh chở đúng không? Lúc nào đi chung với em mà lo thì đúng rồi, lúc nào đi kè kè với em á, có một vài lúc đi như đi rửa xe hay đi sửa này sửa kia là không có gần em mà em đó không, nó không có đủ thời gian đâu em, không có đủ thời gian đâu nha. Với lại cái công nghệ bây giờ rất là nhiều cách để mình quản lý chồng mà, để mà mình có thể quan sát, mình có thể gần gũi với ảnh bằng mọi phương diện, chứ đừng có bao giờ hoang mang vì một cái lời nói của chị đang nói cái ví dụ. Hiểu không? Dạ. Chứ à không, có một khoảng thời gian gần đây em thấy chồng em ngựa hơn thiệt. Đúng rồi, tại vì sao? Tại vì cái quá trình thời gian mà mình ở chung với nhau, em phải thông cảm anh đi. Ảnh bây giờ ảnh đã có tuổi rồi. Theo cái quá trình từ trước tới giờ, người ta phải update, người ta tu bổ chút xíu chứ. Dạ. Ờ, em hết lo rồi đó. Ôi, em dễ dãi quá, tâm lý dễ dãi quá. Sao em nhanh quá vậy? Em phải tích cực lại, chứ không lẽ giờ em buồn tới mai luôn á, em sẽ nghĩ tới mai luôn á. Nhưng mà em có để ý là cái gu thời trang trước đây với gu thời trang bây giờ của chồng em không? Có. Là nó thay đổi như thế nào? Ổng có hay đòi mua cái này cái kia không, hay là em tự em chủ động em mua nè? Ví dụ như vô một cái shop, chồng em sẽ tự chủ động lựa đồ, chủ động lựa hết, tự chủ động trả tiền, tự hết luôn. Còn cái nào cảm thấy món đó không kiếm được kêu em kiếm giùm. Rồi có bao giờ ảnh muốn mua cái món đó mà ảnh hỏi với em không, là em coi cái này có hợp với anh không? À có hỏi, dạ có hỏi. Và khi là ảnh nói ảnh thích nhưng mà em nói là anh ơi cái này không hợp, ảnh có nghe lời em không? Có nghe luôn hả? Dạ. Vậy là chồng em còn ngoan quá rồi còn gì nữa.
có một cái ví dụ, hồi đó là Tuyền đang đi diễn, nhưng mà trước khi mà mình đi diễn á là mình đi một cái đám cưới trước, tại mình thường mình đi diễn khoảng tầm 8:30 trở đi. Hôm đó thì ông xã là người chở mình đi diễn. Dạ. Thì mình nói là anh ơi, trước khi em đi diễn là em còn đi vô một cái tiệc cưới nữa, là đi đám cưới bạn em, nên thôi chồng lựa cái bộ đồ nào cho nhìn cho nó tươm tất chút. Tại vì mình tôn trọng ảnh, mình không muốn ảnh bị gò bó bởi cái mà mình kiêng mình áp đặt vô ảnh. Mà mình để cho ảnh tự lựa chọn. Thì mình nói không ấy, em ủi cho anh cáo sơ mi với quần tây nha. À, mình đi cho nó lịch sự, hai chồng đi vô thì mình cũng mặc váy mặc đầm. Ảnh mới nói là thôi đi đi có một chút à. Rồi rốt cuộc em hồi nữa rồi em cũng đi diễn, mà anh chở em đi cái đó anh mặc sơ mi anh gò bó chịu mới được, tại sơ mi vải mà ở body á. Thì tụi mới nói là thôi nhưng mà anh cũng mặc đi. Cái ổng có vẻ ngày hôm đó nói chung mà máu chảy một điều hay sao á, thì cái kiểu mà không có vui, hơi phản kháng hơi mạnh chút, thì tự nhiên mình tự ái mình mới nói ừ thôi kệ anh muốn mặc gì anh mặc. Thì cũng là những cái bộ đồ như thường ngày anh mặc là cái áo sơ mi t-shirt cái dạng cổ bẻ đó, rồi sau một quần jean. Cái mình mới nói kệ đi đàn ông mà. Cái mình mới lấy đôi giày mọi ra cho ổng mang. Đi quần jean ổng chịu rồi mang đôi dép luôn. Ok mang đôi dép da thoải mái nha. Rồi là trong lòng là khá là hờn rồi. Xong cái ổng đi đường cái ổng hỏi mình chứ ủa bộ anh mặc vậy không có xứng với em hay gì. Một dạng tự ti một dạng tự ti mà cố chấp. Thì mình mới nói là thì tùy thôi, em thì bây giờ ai cũng biết em là vợ anh đúng không, mà bây giờ đi đám cưới thì có cả vợ có chồng đều vui đúng không. Nhưng mà cái bộ đồ em chọn cho anh không thích đúng không, anh chọn bộ này thì một lát anh phải đi vô thì cưới với em với bộ này luôn. Cái ổng đi đường ổng chạy dài đường dọc kè tới nhà hàng rồi tao mới nói thôi để anh ngồi ở phía trước anh uống cà phê anh chờ em. Cái tiền mà hỏi tại sao em dư thời gian để em đi thì cưới, em dư thời gian để em tới chỗ làm, em yêu cầu anh đi với em. Thôi anh mặc gì kỳ quá, anh ăn mặc gì kỳ quá, đi với em không có xứng. Nhưng mà em thấy bình thường. Không, mà anh thấy không bình thường. Vậy là lỗi em hả anh? Thì thôi tại nãy anh cũng hơi cố chấp, mình phải để cho ông tự nghiệm ra hay cái mà ông sai. Chứ còn mình không ép, mình càng nói thì cái tự ái của đàn ông họ càng dâng cao. Mình để cho ông tự thấy ở cái môi trường đó phải mặc bộ đồ đó thì nó mới phù hợp. Đôi khi nó cũng khó chịu chút xíu nhưng mà mình nhịn được. Thì tại sao không nhịn chút xíu đi. Đúng rồi. Và kể từ đó những cái chương trình mà Tuyền đi quay sau nha, ngày xưa là ổng mà thôi quần téo sơ mi được rồi, nhưng mà sau đợt đó là đồ vét. Đồ vét, kêu mặc cái gì mặc đó, mặc đồ vét. Chỉ có một cái là em đừng có lựa cho anh mấy cái áo màu nổi nha. Ví dụ như là áo thun màu hồng hay là màu laminer là ảnh rất sợ. Đó, thì nghĩ là mình nên tôn trọng chút xíu về vấn đề của ảnh. Và mình để cho anh thấy được cái khiếm khuyết về cái suy nghĩ của ảnh, rồi ảnh sẽ tự ảnh điều tiết lại. Hay quá. Đúng rồi, em nghĩ là cái cách của chị Tuyền cũng rất là hay. Hay mà. Là mình sẽ không nói nhiều mà để chồng mình sẽ là cái người tự nói ra những cái nỗi lòng của chồng. Á, gặp em là em lầu bầu tới khi mà tới chỗ đó hay luôn á. Em còn chỉ mà, ủa nè, có thấy người ta bận đồ sang không? Có bình bận đồ cái gì trời. Em càng nói người ta không nhìn ra được cái sai của mình. Người ta tự ái. Tự ái á, đàn ông tự ái họ cao. Mà kiểu đàn ông cũng không có thích phụ nữ càm ràm. Họ bị so sánh vậy nè. Chắc nhìn ai ngoài đẹp mà bắt đầu chê tôi. Đó. Câu mà ông chở tôi đi trên đường mà ông nói bộ em anh mặc vậy bộ không xứng với em hay gì là thấy quế rồi đó. Nhưng mà thôi nhịn. Mà được có con cái là bà vợ tôi cũng cứng đầu. Tôi ngồi trong tôi chơi cho đã, cho sát giờ tôi đi làm cho ngồi chờ dài cổ luôn. Là tự rút kinh nghiệm. Ủa có ghen hả? Ghen có vô được không? Không được đúng không? Đợt sau tự rút kinh nghiệm ok. Trời ơi vậy luôn. Rõ ràng. Wow. Tùy lúc, có lúc cứng lúc mềm mọi người ơi. Chứ lúc nào cũng mềm hết là mình bị lấn lướt. Mà cứng quá thì đâm ra mình đàn ông rồi. Không được. Sợ. Cách giải quyết rất là hay luôn á. Thật sự là thôi mình chốt lại là mình nên để cái đó là cho quyền của mỗi, đúng rồi, tự chủ của mỗi cá nhân đi. Rồi nhưng mà ra đường thì ví dụ như là phải phù hợp với lại vợ chồng phải cùng nhau cái nơi mình đến. Đúng rồi, thì sẽ hay hơn. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển qua chủ đề thứ hai, ai sẽ là người khởi xướng đây ạ? Tú đi. Tại vì nãy giờ thấy mọi người đưa ra chủ đề nhiều quá. Tại vì em cũng nhận được nhiều câu hỏi cho cái chủ đề này lắm, là mình làm gì nếu như mà mình lỡ mình say nắng. Mình luôn á hả? Bản thân có người phụ nữ nè. Trời ơi thiệt á. Chưa bao giờ luôn hả? Tại vì cái công việc của em cũng bị đặt nhiều câu hỏi lắm. Tại vì nhiều khi mình đi cũng nhiều rồi gặp người này người kia mà. Giống như nhiều khi ví dụ em diễn ở những cái gọi là ví dụ những cái club đi, thì khi mình diễn xong á thì đâu phải là mình về liền được. Đúng á. Có những anh chị thì người ta mời mình ở lại mình uống,
mà rõ ràng nhiều khi là mình không từ chối được thì cũng phải tiếp xúc người này người kia này nọ, thì em cũng nhận được nhiều lắm. Nhưng mà thật ra thì em cũng có hỏi ông xã nó không, nó là tại vì từ trước giờ anh luôn tin em, chưa bao giờ em nghe em. Có đợt em cũng nghe vô tình thôi, vô tình là em nghe ảnh nói chuyện với mấy bạn ảnh, nó nói là tại vì tao biết là Tú đủ để hiểu Tú đang làm gì, cho nên là tao không có lo về cái việc đó. Hay quá. Còn em là không bao giờ dám có cái khái niệm luôn trong đầu luôn á. Là không có cái, không có say nắng, không có say miết, không dám có cái suy nghĩ đó. Không bao giờ có suy nghĩ luôn. Em thì có người bạn, hay say nắng nhiều người. Wow. Tâm sự riêng với em. Đa tình vậy ta. Say nắng cũng chịu không nổi. Hẹn đi chơi. Xong là... nhờ em giấu giùm. Trời, em vô một cái tình thế rất là khó xử. Em rất khó xử với cả hai bạn. Như là bạn của em cả là... hai người đó đều là bạn mình mà. Là có gia đình chưa? Chưa? Đúng rồi. Chưa, dạ chưa. Nhưng mà ý là dù kết hôn hay không, hai người đó chung sống cũng như vợ chồng thôi. Vợ nó say nắng xong rồi bạn em nói là mình say nắng nhưng mà mình biết đường về. Chứ không có gọi là hái hoa bắt bướm thôi, nhưng mà vẫn quay về vậy đó. Không, đôi khi là có thể là tình yêu á, mà khi mà lúc mà mình chưa lấy nhau á thì mình không có thể nào ép buộc đối phương là phải thế này thế kia. Nhưng mà đối với bản thân của Vi thôi nha, thì là hồi trước á, thì là đi diễn á, thì là chưa có lấy chồng. Thì khi mà mình đi ra mình gặp rất là nhiều người, tất nhiên là mình sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Lúc đó mình cũng có bạn trai rồi, nhưng mà cái đó là tuổi trẻ, mình chưa có gia đình ràng buộc á. Thì cái việc mà mình cảm nắng hay là mình một cái gì đó với một cái người khác giới là cái chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng là mình kiểm soát được, mình là phụ nữ, mình phải có những cái gì mình khép một chút, chứ đừng có open quá. Mình mở quá thì người đàn ông rất là sợ. Còn ở đây thì cái việc mà Tú nói là say nắng ở đây là mình có gia đình rồi. Cái này Tuyền thấy nè, nó cũng rất là thường gặp trong cuộc sống. Diễn viên đó là thường hay gặp đó. Đúng, bản thân nghề của Tuyền là va chạm rất là nhiều và đóng cặp á, dễ bị cảm nắng nhau lắm. Rất nhiều các anh, các chị, các bạn đã bị rồi. Và không chỉ những người trong nghề đâu, mà là người ngoài nghề và tiếp xúc với mình nhiều. Thì mình tự nhiên mình một ngày, hai ngày mình thấy ở cái đó là một cái người mà mình mến. Nhưng mà sau này nó sẽ thành một cái thói quen. Đó, đó, cái đó mới chết, cái thói quen nó mới chết. Nhưng mà mọi người quay đi quẩn lại thì mọi người phải nghĩ một điều là tại sao phụ nữ bị say nắng? Họ thiếu gì? Họ thiếu những cái họ đang cần, mà cái người đàn ông á không phải là đáp ứng không được, mà là vô tình không biết. Đúng vậy, đúng đó. Khi mà nói với một cái vấn đề mà mình mà bị say nắng, có thể là trong cuộc sống vợ chồng thì cái chuyện mà chăn gối là mình đầy đủ với nhau. Dạ. Nhưng mà không phải là chỉ là chuyện đó không, còn phải chia sẻ trong cuộc sống, tâm sự với nhau, hay là một cái hành động nhỏ thôi, quan tâm chia sẻ. Bây giờ mình lên xe chỉ cần chồng mình mở nhẹ cái cửa thôi là mình thấy trời sướng quá à, thiệt luôn. Đúng rồi. Mà cho dù là yêu nhau bao nhiêu năm mình cũng thấy đó là mới mẻ. Cũng mình đi ra ngoài đường cái chồng mình nắm cái tay mình của mình được nâng niu, hoặc là vô một cái tiệc cưới người ta gắp cho mình một con tôm, ổng chỉ có cần ổng có con tôm ổng bóc ra cho mình, rồi ổng để nhẹ qua bên chén ổng chén mình, rồi ổng lấy con tôm mình ổng bóc tiếp, thì mình thấy trời cái gì vậy, con tôm này nó ngon quá mọi người ơi, thì nó như giác vàng vậy đó. Chính xác luôn rồi đó. Tại sao mà những người đàn ông họ bị thiếu? Tại vì họ nghĩ ừ đó, người phụ nữ của tôi bình thường, em phục vụ anh thì cái bây giờ em tự em ăn cũng được. Nhưng mà đó là sai. Thiếu là sự lãng mạn. Họ có mình rồi, họ không quan tâm đó. Đó, họ tự tin là họ đã đóng cọc được mình rồi. Thì mình sẽ là cố định là của họ. Nhưng họ không biết rằng tâm hồn phụ nữ rất là yếu đuối. Và khi ra ngoài đường, nè xin lỗi nha, có thể chúng tôi là cơm hẩm ở nhà, nhưng mà đặc sản của cha láng giềng nha mọi người. Đừng giỡn với tôi nha. Đặc sản láng giềng. Thiệt luôn. Không, láng giềng có thể là xa gần mình không biết, nhưng mà mình nói nôm na là người ở ngoài đó. Tại vì mình có, mình không biết giữ, nhưng mà người ta lại khao khát được có một cái người phụ nữ như vậy. Nhưng mà cái cách làm sao để chúng ta quay lại. Chỉ có cái chuyện mà chúng ta nói thẳng với nhau, nhưng mà không phải thẳng là ôi anh ơi, trời anh làm em chán quá, em thích kia là làng đập. Không được. Nhưng mà mình phải tìm một cái cách để mà mình gợi ý cho người chồng của mình để mà làm sao không có tổn thương anh ảnh, là không có lẽ làm cho anh bị cảm thấy là ồn, so sánh giữa ảnh và người khác. Rồi mình sẽ khéo một vấn đề gì đó cho nó. Cái vũ khí mạnh nhất của người phụ nữ là gì biết không? Đừng lạm dụng nó hàng ngày, mà phải để đúng thời điểm. Đó là gì biết không? Nước mắt. Nước mắt. Phải nói là không phải là tự nhiên phụ nữ mà lúc nào cũng mạnh mẽ để làm gì. Nhưng mà mình nếu mà suốt ngày mình cứ mè nheo ủy mị thì đâm ra nó là một cái gánh nặng đối với chồng. Đúng rồi. Đó, nước mắt chỉ sử dụng đúng chỗ thôi. Và đó là cái sự vỡ òa. Và nếu như thật sự người đàn ông nó thương bạn và sẽ hiểu bạn, là sẽ thông cảm, sẽ giống như là cải thiện.
chứ đàn ông khó cải thiện lắm luôn. Nói một chút sao quên, nhưng mà mình cứ nhắc chừng từ từ mưa dầm thấm đất. Đúng thì rồi. Tôi nghĩ khi mà mình nói với ảnh là anh ơi, lâu rồi mình không về, lâu rồi ví dụ như sao em anh không được cái sao anh không vậy? Ôm em vô lòng, đúng không? Em rất là thích được rút vô cái ngực của anh, không? Em rất là thích dựa vô người của anh, hoặc là em rất thích là được ôm anh. Mình có thể mình nói một vài cái câu gọi là xuôi tai, xuôi chè mắt mái, tự nhiên cái ông thấy anh là Superman, anh sẽ che chở cho em. Và tự nhiên cái mình thấy mình nhỏ bé lại thì ổng sẽ là người che chở cho mình. Là tự nhiên mình thấy cái sự gắn kết đó là cái liều thuốc để chúng ta có thể quay đầu là bờ. Chứ đừng có để đưa cái cuộc hôn nhân đi mỗi ngày mỗi xa vì cái cảm năng. Khi mà mình nói về cái cách tiêu cực một cái là tự nhiên là chồng mình thấy là mình dở trứng. Đúng rồi. Nè đó, nè bây giờ đó, hai đứa con, một đứa con rồi đó. Giỏi đó, ra ngoài kiếm nào ngon tôi đó là làm. Đó, cái giọng điệu đó là cái giọng điệu lúc nào cũng là một có con có cái rồi ha. Bà đặt này nọ, ai ra đường ai thèm. Lúc nào nó coi. Trời ơi, giống như chạm mình chạm vào. Không ý là đang nói vậy. Em không có nói đâu. Ủa chồng em thì chồng em thì ngược lại, kiểu giống như là em thích người tình yêu mới đúng không? Để hai con để anh nuôi, muốn kiếm mà kiếm đi. Trời ơi. Yên tâm đi, mấy người nói vậy mà em mà thí dụ nha, tại cái là lời nói thôi. Nhưng mà nếu mà khi mà va chạm thực tế, cái người sụp đổ đầu tiên là ổng á. À vậy hả chị? Thiệt. Mấy người nói tự nhiên em không có làm cái biểu hiện gì hết trơn á, xong rồi nó giờ em thích ly dị đúng không? Em thích quen người khác đúng không? Tự chứng quá vậy. Đó em với chồng em nó đi búp với bạn rồi xong rồi vô nhảy, em cũng nhảy múa vui quá trời vui, xong tự nhiên cái gì? Cho đó múa kêu gọi ai đúng không? Thích quyến rũ người ta đúng không? Cho đi kiếm trai đi, ở đây nuôi hai con cho, thích làm gì làm. Ủa, nó bá mày điên. Không biết cái gì vậy trời. Tự nhiên ngồi nói mà có những cái ghen mà để ý kỳ cục. Thật sự là nhiều lúc mấy ảnh ghen mà mấy ảnh không cho là mấy ảnh ghen, mấy ảnh cứ nói là mấy ảnh. Nói chung là tự ái người hỏi anh ghen không? Không ghen. Việc gì mới ghen? Nói chung là có duyên thì ến, không có duyên thì thôi. Kiểu vậy đó. Thường hay nói những cái câu gằn gằn. Mấy mồm có nghĩ là chồng mình cũng sợ mình cảm nắng người khác đúng không? Có chứ. Trời có ơi, cái chuyện mới có ghen rồi. Bởi vì chồng em cũng hay nói một câu á là anh phải làm mới bản thân để anh á, để không cho em không chán anh. Nhưng mà thật ra tại vì á, cái việc mà say nắng đối với em nghĩ khó lắm. Giống như là hồi nãy giờ, tại vì thật sự phụ nữ mình á, đôi lúc mà chỉ cần giống như chị Tuyền nói là chỉ cần những cái nhỏ nhặt thôi là đủ. Thì ông xã em lại hay để ý những cái nhỏ nhặt đó. Dù đơn giản là trước khi em lên xe lấy cái tay và cái chống xuống, cái chống mà để cho mình gác chân á. À trời vậy đó hả? Là vậy. Có nhiều khi giống như nhiều khi ổng quên, có nhiều khi ổng quên cái em quên nói ủa sao hồi xưa vậy, xong giờ mà nó thì nhiều khi lúc mà ảnh cũng quên chứ không phải gì hết. Mà lên xe nhiều khi cũng cài nón cho em, chứ đi ngoài đường là lúc nào ổng nắm tay không bao giờ buông tay em hết. Thì đâm ra em nghĩ là em không có cái slot hay là cái phần trăm nào gọi là để có thể say nắng được. Mà những cái gì kỷ niệm hay là nhiều khi em quên nha, nhưng mà ổng nhớ hết, nhiều khi em nói thì ổng nhớ hết luôn á. Hay là do chồng của em á là già rồi nên dễ quên lắm. Nên là những cái việc như là thường làm những cái việc nhỏ nhỏ thì anh thường hay quên đúng không anh Thái? Nên là đôi khi mình cũng hơi buồn chút xíu. Mỗi người đàn ông có mỗi cái cách thể hiện khác nhau. Dạ. Tóm lại là chúng ta nếu mà muốn tránh cái tình trạng bị cảm nắng thì chúng ta phải nên mở lòng. Chúng ta phải nói thật với lại chồng mình về cái hiện trạng hôn nhân của mình. Bây giờ, về cái tình cảm nó như thế nào. Và mình cần thiếu cái gì, và mình nói trong một cái tâm thế gọi là bình tĩnh nhất. Mang cái tính chất xây dựng nha. Chứ không có phải là đạp đổ. Đừng có đạp đổ và đừng có tự ái. Nên thôi chúng ta dù gì cũng là phái nữ, phái yếu, mình cũng nên mềm mỏng trước. Bởi vì các anh rất là thích sự mềm mỏng của phụ nữ. Ok, thì cái tiếp ngày hôm nay thì tôi không biết là mấy chị ở đây có ai ở nhà thích đốt nến không? Có. Cúp điện đốt hoài gì? Không, mình đốt nến một cái làm như là mình kiểu như mình relax vậy đó, giống như là kiểu những cái nến mùi thơm này kia. Nến thơm. Thì hôm nay em sẽ chỉ mọi người làm handmade. Mình sẽ làm cái màu của nến trước. Thì cái này á là sáp đậu nành. Thì cái này khi mà bắt đầu thì tôi có hai cái thỏi đèn cầy ở đây. Đây cô đốt lên. Đây, mình bỏ cái này lên. Mình nung mọi người. Để cho nó chảy ra. Cái màu thì do theo cái sở thích của mỗi người thôi. Đây, bây giờ em đổ vô cái này. Và sau đây sẽ là tiết mục cô gái áo đỏ thích màu tím. Pha sáp tím. Đó. Mình quậy ra rồi đúng không? Thì bây giờ mình cho cái tim vào. Khá là dễ. Không, cái này là phải cần cái nhiều sáp nữa. Tại vì cái tim này nó hơi cao. Okay. Mình ăn gian miếng cũng được. Đó, nó nhiều hơn miếng.
đó thì mọi người cứ để cái tim vô, lát hồi nó đông lại thì mình sẽ coi như là mình được một cái nến màu rồi, đó là xong rồi. Ok, cái này rồi qua cái một cam đúng không? À, cái cam, cam cắt này ăn. Em ghét bếp sao em thích ăn quá vậy Thanh? Mình khứa chính giữa này đúng không, một cái đường như này để mình tách cái vỏ ra. À, mình lấy tay mình đẩy lên, đẩy làm sao để cho anh giống như là nó còn nguyên xi hết cái này, thì để mình lát hồi mình làm cái nắp, còn cái ruột ở trong mình lấy ra. Rồi ok, sau khi mà đây đã làm thấy là lấy ruột ra hết rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi mình khắc cái hình con thỏ và ngôi sao nữa. Thật ra tùy ý mọi người muốn khắc gì mọi người khắc. Lúc mà mình lấy ra hết cái này nè thì mình phải để khô, như là mình phơi nó này trong khoảng nửa tiếng. Do đó thì bây giờ em cho dầu thực vật vào. Bây giờ em đốt lên. Đây. Wow, rất là thơm luôn mà rất là tiện luôn và rất là mình đỡ phải mua tinh dầu. Wow, hay quá. Tắt đèn là mình có thể chế tạo được em bé rồi. Cái này nhiều khi chế cam, còn mọi người thích thì mọi người có thể làm chế thơm nữa luôn cũng được đó. Ok, cảm ơn Tú rất là nhiều. Dạ, một phát minh rất là hay. Cái này là em có thể về áp dụng cho con em chơi. Không, con em dòm thôi, không cho chơi. Dạ. Cảm ơn tips của chị Tú. Nếu một hôm nào đó hai chồng em hăng xiên xiên, em sẽ làm cái này. Dạ. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Siêu Mom Siêu Táo.